个超级加倍，不如变备他一位。金兔子送了个外卖，三个就反正不贵。就刚才遇了个狼狗，变了个机甲附会，被一枪毙的嘴硬说机甲狼威心无愧。Yes sir, anh em, mình trở lại đây production. Thì khá là nhiều bạn yêu cầu mình reaction khá là nhiều bài đấy. Thì trong chiều hôm nay, ngày mai, thứ hai thì mình bắt đầu công việc mới rồi. Mình làm công việc mới, chắc là mình nhiều khi mình rảnh thì mình sẽ làm thêm phần reaction vào buổi đêm. Thì nếu mà vợ mình không ở nhà thì mình mới làm được anh em nhé. Nhưng mà nếu vợ mình ở nhà thì mình sẽ không làm được, bởi vì là hiện tại đang ở chung một phòng nên là sẽ gây, tất nhiên là vợ mình các thứ xem video nó sẽ ảnh hưởng đến việc mình reaction của mình. Yes sir anh em, nên là hôm nay mình sẽ cố gắng chiều lòng hết mọi người là reaction những gì mọi người yêu cầu. Ok, có một bạn yêu cầu mình bài n bài này, mình thề luôn, mình nói là nẹt bô luôn anh em nhé, bởi vì n i e t bo thì nẹt bô chắc luôn. Mắc test the tiếng Anh mình hơi gà anh em. Thôi ok, vào nghe luôn anh em nhỉ. Let's go. Biết cháy đấy. Sorry anh em. Này, cái beat hay đấy. Cảm ơn bạn nhá. Đúng như bạn nói là beat cháy đấy. Nghe lại cái. Anh em, nếu mà đúng như mình đoán thì ông Max T
Fender này, ông này là bản mix của cái bản phối này, còn Rap là 24 Karat, Woody và Matt. Nhưng mà phải nói nhá, cái ông Matt này này, cái vơ của ông Matt này với vơ của ông Woody này hay thật sự. Woody ấy thì mình không nói chuyện đến nữa, bởi vì Woody mình thấy nhá, cứ mỗi lần cái sản phẩm nào Woody ra ấy, nó có một cái độ catchy mà không nhầm lẫn vào được, nghe phát là bắt tai liền luôn đấy. Còn ông Matt này, ông này thật sự rất hợp với những cái dòng nhạc beat chiến như thế này. Thề, bởi vì mình nghe ông này một số bài, ông này cực cái vocal ông này cực kỳ với cái flow ấy, cực kỳ hợp với những cái dòng beat chiến ấy, mình thề. 24 Karat thì cái vớt này là mình cảm thấy bình thường, bởi vì mới mới đầu vào thì cái vocal của 224 Karat nó hơi bị lép một chút, không phải là không hay đâu anh em, nhưng mà nó bị lép một chút so với cái beat. Còn cái giọng của vô Woody với là Matt này, này đỉnh luôn, hợp cái beat này kỳ, mà beat này hay quá, đúng là cái gu của mình luôn. Thank you bạn rất là nhiều khi giới thiệu cho mình cái bài này nhá. Thế anh em, hay, siêu hay luôn, không 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 bàn. Xin phép anh em nghe lại phát nữa. Hay quá. Sorry anh em nhé, không phải mình nghe lại một lượt nữa thì không không phải là cái vocal của 24 Karat nó hơi lép với cái beat đâu, mà là chắc là do cái verse của Matt và Woody nó hay quá, nên đâm ra là cái verse của 24 Karat mình cảm thấy nó bình thường. Yes, mà anh ấy biết MVP của cái bài này gì không, là cái beat và cách đi flow của ông Matt và Woody. Woody thì vẫn vẫn flow thế thôi, nhưng mà ông Matt này ấy, mình luôn luôn thích ông ở những cái bài nhạc chiến vì cái vocal với cách đi flow ông hợp cực kỳ luôn anh em. Bài này hay quá. Vượt lên trên từ đằng sau, right now, got no time, do it now. Đi xa thì bọn tao làm cùng nhau. Never go back to the broken, lên sân khấu trở thành sao. Chỉ một cuộc điện thoại là anh em tao lại lao đến đó. Có mặt ngay và luôn vì không còn chỗ cho mất thì giờ. 2 năm 4 3 âm thanh quen thuộc vang vọng quanh trên phố. Nhiên liệu trong bình đây đây này, cái đoạn này này vừa này sau có một điểm tăng tăng là chuẩn bị đến cao trào đấy anh em, tức là vừa xong những câu đấy là bắt 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 bắn flow luôn, mà cực kỳ hay luôn anh em. Còn chỗ cho mất thì giờ. 2 năm 4 3 âm thanh Đây. quen thuộc vang vọng quanh trên phố. Nhiên liệu trong bình đốt thành cho. 3 2 1 go. Woo. Chạy trong đầu tao, tao đã chuyển hoàn màu vào trong hầu bao. Tao có bữa tiệc ở trên lầu cao, mỗi lần mở nhạc tôi như bật cầu dao. Tao có một kiểu âm nhạc riêng biệt và dân chơi hay gọi đấy là nhạc bay. À, tao cơ hội ở trong bàn tay và tao gọi cả đội quay vào làm ngay. Có mấy thằng nhóc bô bô nó fuck bô bô khi nó nhập vào bàn. Bọn tao sẽ không làm nhạc nếu khi bàn bạc theo thật là chán. Tao đã chỉ nói sự thật, chưa bao giờ tao lừa ai nửa câu. Nếu tao sai ở đâu 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 đâu. Sao bao giờ lại tự ít nói nhỉ? Cố mà vượt lên trên này đi, cậu tao sẽ khói bây giờ. Anh mắc bên đời cho xin tí nhà to lên để tao còn nói với tụi tao say tao cuốn hết gói bây giờ. Cho chúng mày chết đói bây giờ. Yeah yeah, cậu vẫn thắng hôn mi tích thông đường. Kể cả bác là con trai nó mà không nhường. Mọi thứ tưởng chừng là không, nhưng mà chúng nó làm dễ dàng không tưởng. Đừng đùa nó mày không phải người trong cuộc. Ở đây toàn người văn minh mày không thể ngông được. 3 năm 10 bỏ nó vào trong ruột. Nghe tao là lướt được bảo là không mượt. Dắt xe ra ngoài để nhớ phải khóa cửa. Dương sang không bao giờ để bây giờ quá nửa. Có tao trên phố xuống đây để đá lửa. Có thằng bốc đầu để kể nó ngã ngửa. Chúng nó nhìn tao bảo tao quá khờ. Tao nhìn xong rồi tao bảo là khá nhờ. Chúng nó chưa biết Woody là ai cho một cô ra vẻ mình phát. Let's go, vượt lên trên từ đằng sau. Right now, got no time, do it now. Đi xa, thì bọn tao là cùng nhau. Never go back to the broken, let's go. Mẹ đến cái đoạn vớt đi xong cái đoạn beat cuối nó hay quá.
đấy. Thề beat siêu hay luôn anh em. Mẹ ông Mark Bestden này làm cái quả beat hay quá. Quá đỉnh anh em ạ. Mà sau này ít người đăng ký nhỉ? Đỉnh thật. Đúng lớp The Beat luôn, cái beat siêu hay. Ông này xứng đáng được một like và một đăng ký, không nói nhiều. Hay quá. Mạnh vẫn phải nghe lại cái đoạn cuối cuốn quá. Để nghe lại cái vớt của vớt đi sau, vớt của vớt vớt đi xong nhá, đến cái đoạn cuối beat chạy ấy, tức là để chắc feel chắc beat không, nó đỉnh thật sự luôn anh em. Đúng là MVP là cái beat sau đó là Matt và Woody 24K thì mình thấy cũng bình thường thôi. Chừng là không, nhưng mà chúng nó làm dễ dàng không tưởng. Đừng đùa, nó mới không phải người trong cuộc. Ở đây toàn người văn minh mày không thể ngông được. 3 năm 10 bỏ nó vào trong ruột. Nghe tao là lướt được bảo là không mượt. Giặt xe ra ngoài để nhớ phải khóa cửa. Dương sang không bao giờ để bây giờ quá nữa. Có tao trên phố xuống đây để đá lửa. Có thằng bốc đầu để kiện nó ngã ngửa. Chúng nó nhìn tao bảo tao quá khờ. Tao nhìn xong rồi tao bảo là khá nhờ. Chúng nó chưa biết Woody là ai cho mà cố ra vẻ mình cover. Let's go, vượt lên trên từ đằng sau. Right now, got no time, do it now. Đỉnh quá mẹ, đúng gu mình luôn mẹ, nhưng kiểu beat này đúng gu mình luôn, cho một comment luôn. Beat is sâu ơ. Biết quá hay bạn ơi. Mẹ, hay thật sự ạ. Không còn gì để chê luôn. Mẹ, đúng một buổi chiều lâu lắm rồi mình mới có cảm giác nghe quả beat sướng mà nó để nếu quẩy thế này đấy anh em, mẹ hay thật. Không cần phải nghĩ nhiều luôn đấy anh em, hay quá. Ok anh em, thì anh em nào đam mê những cái dòng nhạc chiến, những con beat chiến và những cái kiểu mà rapper ngông. Thật ra thì nội dung bài này nó cũng bình thường thôi, nhưng mà nó hợp với cái beat mà beat chiến mà thì phải ngông đúng không anh em? Lời lẽ các kiểu phải ngông đúng không anh em? Nếu anh em thích cũng phải nên nghe một lần đấy anh em, nó hay thật sự. Yes, và anh em chỉ cần biết là 4 tháng trước chỉ có 4.057 người đăng ký mà đã có 684.000 lượt xem là anh em hiểu rồi là cái beat và cái bài này nó hay đến thế nào. Ok anh em, lời đầu tiên là cảm ơn anh em đã xem phần reaction của mình. Và anh em đừng quên ủng hộ mình bằng một lần đăng ký, một lần like. Và anh em có thể comment ý kiến anh em ở dưới nha anh em, mình sẽ phản hồi hết. Ok anh em có thể nghe một lần trong đời cái bài này anh em nhá. Ok, hẹn gặp anh em ở những video tiếp theo. Ok, let's go. Bye bye.